Alo, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học số 6. How many lessons do we have today? Rồi, hôm nay thì bạn có bao nhiêu bài? Đúng không? Rồi, trước tiên chúng ta sẽ học cái phần ôn lại cái phần từ vựng. Timetable là thời gian biểu, đúng không? Thời khóa biểu. Thì mới đặt một câu nữa. This is my timetable for this week. Đúng không? Đây là cái thời gian biểu, thời khóa biểu của tôi cho cái tuần này. Rồi, tiếp theo là Monday là thứ hai. Đúng không? Monday là thứ hai. Thì mới đặt một câu là I get up early on Monday. Đúng không? Tôi là thường dậy sớm vào thứ hai. Đúng không? Thứ hai là ngày đầu tuần. Rồi, hoặc là ví dụ như là đặt là thứ hai là ngày đầu tuần thì Monday is the first day of the week. Đúng không? Đã. Chúng ta hay nói là thứ hai là ngày đầu tuần. Rồi, tiếp theo là Tuesday. Tuesday là thứ ba. Đúng không? Thì tôi thường dậy muộn vào ngày thứ ba. I often get up late. Late là muộn, early là sớm. On Tuesday. Đúng, tôi thường dậy muộn vào ngày thứ ba. Thì bảo là thứ ba. Tuesday, thứ ba là ngày thứ hai của một tuần, đúng, của tuần trong tuần. Is the second day of the week. Đúng. Đó. Rồi, tiếp theo là ta có cái từ là thứ tư là Wednesday. Đúng không? Wednesday là thứ tư. Wednesday thứ tư thì là bảo là tôi không phải tới trường vào ngày thứ tư. I do not have to go. Tôi không tới trường vào ngày thứ tư. I do not go to school on Wednesday. Đó, tôi không đi học vào ngày thứ tư. Thì bảo là nói là thứ tư là ngày thứ ba trong tuần, đúng không? Is the third day of the week. Đó là ngày thứ ba trong tuần. Rồi tiếp theo là chúng ta có là thứ năm là Thursday, đúng không? Thứ năm thì bảo là tôi đi học vào ngày thứ năm, đúng không? Tôi học cả ngày, đúng không? I go to school all day, cả ngày tôi tới trường cả ngày on Thursday. Thursday, đúng không? Thứ năm thì tôi đi học cả ngày. Rồi tiếp của ta là có cái từ nữa là từ Friday, đúng không? Là thứ sáu. Thì là tôi thích ngày thứ sáu nhất, thì là I like Friday the most, đúng không? Tôi thích ngày thứ sáu nhất vì là thứ sáu là tới là thứ bảy chủ nhật là biết được nghỉ, nên là ngày thứ sáu đó là phấn khích, đúng không? Rồi thứ bảy là Saturday. Saturday là Saturday là thứ bảy, đúng không? Thì tôi có một ngày nghỉ thứ bảy thì tôi được nghỉ, đúng không? I have a day off. A day off là ngày nghỉ. On Saturday. Saturday. Đúng không? Tôi có một ngày nghỉ vào thứ bảy. Đúng không? Rồi, ngày cuối tuần là Sunday, là ngày chủ nhật, một số nơi gọi là ngày chủ nhật. Đúng không? Rồi. Thì ví dụ như nói là tôi không đi học vào ngày chủ nhật, đúng không? I do not go to school on Sunday. Chủ nhật thì tôi không đi học. Đó. Thì đấy là các cái thứ ở trong tuần. Rồi tiếp theo là có một cái cụm là once a week, once a week là mỗi tuần một lần. Là ví dụ như là nói là thế nào nhỉ? Tôi đến trường mỗi tuần một lần, đúng không? I go to school once a week. Đó, tôi đến trường mỗi tuần một lần. Ví dụ thường là mọi người ngày nào cũng tới trường, nhưng mà có những người họ chỉ tới mỗi tuần thì tới một lần. Rồi có cái cụm nữa là twice a week. Là hai lần một tuần, đúng không? Thì mới nói là thế nào hả? Tôi đi Hà Nội hai lần một tuần, đúng không? I go to Hà Nội twice a week, đúng không? Tôi đi Hà Nội hai lần một tuần, twice a week. Rồi tiếp theo nữa là cái từ three times a week, đúng không? Ba lần một tuần. Đó thì là nói là ví dụ như là tôi làm gì? Tôi tập thể dục ba lần một tuần. Đúng không? I do exercise three times a week. Đó, tôi tập thể dục ba lần một tuần. Ba lần một tuần. Thì cái từ đây có thể thêm s, có thể là không. Exercise. Rồi tiếp theo là có cái từ là subject. Subject. Subject ở đây không phải là vấn đề,
subject ở đây là môn học. Đó, subject là môn học ở trường. Ví dụ như nói là tiếng Anh là môn học yêu thích, là tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi, đúng không? Ví dụ như là nói thế nào này? Tiếng Anh là một môn học ở trường, đúng không? English is a subject at school, đúng không? Tiếng Anh là một môn học ở trường. English is a subject at school. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một cái môn nữa là math, là môn toán, đúng không? Ví dụ như là toán thì rất là khó, đúng không? Math is a difficult subject, đúng không? Toán là một môn học khó. Rồi, tiếp theo là science. Science là môn khoa học, đúng không? Ví dụ như tôi thích, I like science, tức là tôi thích môn khoa học. Đó. Rồi, tiếp theo là information technology, technology, đúng không? Công nghệ thông tin, cái này là dịch là IT, đúng không? Ví dụ như là nói là tôi muốn học công nghệ thông tin, I want to learn information technology, tôi muốn học công nghệ thông tin. Rồi tiếp theo là physical physical education, tức là giáo dục thể chất, đúng không? Môn này là môn thể dục thì cái này là viết tắt là PE, PE là physical education, môn giáo dục thể chất, đúng không? Thì nói là giáo dục thể chất là một môn dễ, đúng không? Physical education is an easy, easy là khó, easy là dễ, difficult là khó, easy subject at school, đúng không? Giáo dục thể chất là một môn dễ ở trường, đúng không? Physical education is an easy subject at school. Rồi, tiếp theo là ta có một cái môn là môn music. Music, đúng không? Là âm nhạc, thì tôi thích cái môn âm nhạc, đúng không? I like music subject at school, đúng không? Tôi thích cái môn âm nhạc ở trường. Rồi, tiếp theo là có cái Vietnamese. Vietnamese là tiếng Việt, đúng không? English là môn tiếng Anh. Thì mới nói là tiếng Việt thì là khó. Việt Nam is a difficult subject đó, at school. Tiếng Việt là môn khó học ở trường, đúng không? Tiếng Anh là một môn dễ. English is an easy subject at school. Đó, tiếng Anh là một môn học khá dễ dàng ở trường. Rồi, tiếp theo chúng ta có cái môn là art, là môn mỹ thuật, đúng không? Môn vẽ. Mỹ thuật này là môn vẽ. Rồi, ví dụ như là tôi không thích môn vẽ. I don't like art. Tôi không thích mỹ thuật, đúng không? Rồi, tiếp theo là lesson, là bài học. Ví dụ như là đây là bài số 6. This is lesson 6, đúng không? Đây là bài số 6. Rồi, lesson là bài học, đây là bài học số 6. Crayon là cây chì màu, cây viết màu, đúng không? Crayon là đây là bút sáp màu, đúng không? Thì ở đây là bút chì màu, đúng không? Bút sáp màu thì là đều là crayon cả, đúng không? Thì là ví dụ như là gì? Ví dụ nói là I have a crayon, đúng không? Tôi có một cái bút chì màu. Rồi, tiếp theo là chúng ta có cái từ still. Still là trạng từ, là vẫn cái gì đấy, đúng không? Ví dụ như nói là tôi vẫn còn hai quyển sách, đúng không? I still have two books. Tôi vẫn còn hai quyển sách. I still have two books. Rồi, tiếp từ tiếp theo là break time. Break time là giờ giải lao. Giờ giải lao, đúng không? Thì là bạn làm gì vào giờ giải lao? What do you do in break time? Đó. Bạn làm gì vào giờ giải lao? Giải lao là ngồi nghỉ, là ra chơi, đúng không? Rồi, tiếp theo là except, là ngoại trừ. Cái này là trạng từ, đúng không? Ngoại trừ. Ví dụ tôi thích tất cả các môn học trừ tiếng Anh, đúng không? Trừ 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 toán đi. I like all subjects except math, đúng không? Tôi thích tất cả các môn học trừ toán, tức là các môn khác thì đều thích, thì toán thì chỉ có toán là không thích, là bị ngoại trừ ra. Rồi, tiếp theo là primary school, đúng không? Là trường tiểu học. Rồi, mình nói một câu là tôi học ở trường tiểu học. I am
Student, tôi là học sinh in Thụy Văn Primary School, đó, tôi là em là học sinh ở trường tiểu học Thụy Văn. Đó, rồi đây là cái phần từ vựng. Chúng ta sẽ sang đến cái phần giao tiếp xem có các cái mẫu câu gì, đúng không? Mẫu thứ nhất là How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Tức là hôm nay thì bạn có bao nhiêu bài học, đúng không? Thì mới nói là tôi có 4 bài, I have four lessons, đúng không? Là math là một, science là hai, Vietnamese là ba, em art là mỹ thuật là bốn. Đã. Rồi câu tiếp theo là bạn học vẽ mấy lần một một bạn thường học mấy buổi môn vẽ, đúng không? Là how often do you have art, đúng không? Môn vẽ thì bạn có học thường xuyên không? Thì là tôi học nó là 3 lần một tuần, I have it 3 times a week, đúng không? Môn mỹ thuật thì học vẽ thì học 3 lần một tuần, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta có những cái đoạn hội thoại ngắn sau đây. Bạn Mai mới hỏi là How long? How was your trip home? Đúng không? Chuyến đi của bạn về nhà thế nào? Bạn khi trả lời là Hi Mai, it was good, thanks. Nên mọi việc rất là tốt, cảm ơn bạn. Thì bạn kia mới hỏi là Do you have school today, Mai? Mai hôm nay bạn có tới trường không? Bạn bảo yes I do, có, tôi có. Rồi, tiếp theo là có một bạn này là bạn Trung. My name is Trung, tên tôi là Trung. I am a new student in class 5B. Tôi là học sinh lớp 5, học sinh mới lớp 5B, đúng không? Today is Tuesday, thì hôm nay là thứ ba. I have 5 lessons, tôi có 5 tiết học. Math, toán, Vietnamese, tiếng Việt, science, khoa học, IT là công nghệ thông tin và PE là môn giáo dục thể chất. Tomorrow is Wednesday, ngày mai là thứ tư. I have 4 lessons, tôi có 4 môn học. Math, Vietnamese, music and art, tức là toán, tiếng Việt, nhạc và môn vẽ. Rồi. Tiếp theo ta có cái đoạn là Yesterday was Sunday, hôm qua là chủ nhật. It was holiday là ngày lễ. Today is Monday, hôm nay là thứ hai. I'm back at school, tôi lại trở lại trường học. Tomorrow is Tuesday, ngày mai là thứ ba. I'll be at school again, tôi lại đến trường. Rồi, đoạn tiếp theo là How often do you have music? Once a week, tức là bạn có thường xuyên học có môn nhạc không? Là có, một tuần một lần, đúng không? How often do you have Vietnamese? Bạn có thường xuyên học tiếng Việt không? Là I have it every day, từ ngày nào cũng có, ngày nào cũng có môn học tiếng Việt, đúng không? My name is Mai, tên tôi là Mai. I'm in class 5B, Nguyễn Du Primary School. Tôi tên là Mai, tôi học lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Du. Đúng không? My school year started in August, là năm học của tôi là bắt đầu vào tháng 8. I go to school every day, except Saturday and Sunday. Tôi tới trường mỗi ngày, trừ thứ bảy và chủ nhật. Tức là ngày nào cũng đi học, nhưng thứ bảy chủ nhật là được nghỉ. I have 4 lessons a day. Tôi có 4 cái tiết học một ngày. I have Vietnamese and math every day, every school day. À, tức là tôi phải có cái môn toán và tiếng Việt này. Ngày nào đi học là cũng phải học, đúng không? Mỗi ngày ở trường. Rồi, bài số 6 của hôm nay chúng ta đến đây là tạm dừng. Về nhà các bạn ôn tập nói đi nói lại cho nó quen miệng. Rồi, hẹn các bạn trong bài học lần sau. Rồi, chào các bạn nhé.